Rồi chào anh em đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Này có mấy con cắt sắt rồi máy chép hình quay chia sẻ anh em ha. Anh em nào cần thì cứ alo em ha. Thì có nhiều anh thì cũng thấy cái con này thì chắc cũng thấy lạ lạ, nhưng mà thực tế xài rồi, nhiều anh xài rồi thì nó rất là bình thường anh em ha. Cắt chép hình nha anh em. Chép hình đây, model của con này đây anh em. Máy gì nó không lấy nét luôn rồi. IK54 ha, con này chắc cũng là thuộc hàng cổ lỗ sĩ. Anh em lưu ý điện mấy con này là 100V nha, 100V. 1/20 HP. Nó tua nó rất là cao luôn, 13.000 vòng trên phút. Nó hình như nó cắt từ 120 đến 600 anh em. Đó cái hình đó. Rồi, thì máy thì hoạt động full chức năng nha anh em. Siết ốc này lại. Full chức năng. Ở đây thì có cái công tắc. Trời ơi sao tối hù luôn rồi. Không được, tao quay bên ngoài, tao quay ra chứ ơi. Nó tối quá rồi. Thì quay anh em đợi mình xíu ha. Đó, ok, vậy nó mới sáng được. Ở đây thì có cái điều chỉnh tốc độ anh em ơi, chạy nhanh chậm gì đó ha. Điều chỉnh tốc độ nhanh chậm này, anh em vô vỏ đá hay vô gì đó, anh em vô anh em cắt gì vô đó ha. Đó là anh em trong nghề thì biết, còn em thì thua rồi ha. Bốn chân có tăng đưa chân đầy đủ. Đây bét bọng đây ha, bộ bét ba này có thể lên xuống được hết nha anh em, tăng cao thấp lên xuống được. Và cái này, cái cây này nè, thấy gai dài ra nè, ngắn như ga vô luôn ha, phù hợp với cái khung của anh em, phù hợp với cái miếng thép này nè, cái miếng cái hình này nha. Rồi full chức năng, test chạy luôn. Rồi test đi, cái này anh em có thể là xây lên xuống cái cây này nè, cái trụ người nè, đây lên xuống đó. Và anh em lưu ý nha, mấy con này điện 100V nha anh em. Rồi để quay xa xa test nè. Chạy nhanh nhanh đi. Đây. Này có thể chạy hai chiều được nha anh em. Đó. Thấy không? Chạy quanh cái hình trên đó anh em. Thì đây anh em ấy lách mà dưới đây thì cắt theo hình trên thôi. À. À. Im ru à, ngon lành nha anh em. Đó. Rồi tắt ngay công tắc ở giữa đó, chạy ngược qua bển được cái gì, chạy qua chạy lại luôn hả, tắt ngay đó được mà. Rồi chạy ngược lại được không đó. Này chạy hai chiều nha anh em, em thích chiều nào thì bật chạy chiều đó thôi nè. Và anh em chỉnh tốc thì chỉnh hơn sau này, im ru ngon lành. Đó, dây ống lách ma, ống gió, ống ấy gì là chỉnh đầy đủ trên đây em. Cái bộ phận này là em không gành nha anh em, anh em về tự kết nối mà xài nha. Kết nối vô cái đường khí của anh em cắt á. Đó, thì gắn vô đây ha. Còn máy thì con chép hình này thì chức năng nó vậy thôi anh em, nó cắt theo cái hình trên đây. Anh em gắn cái hình vuông, hình tròn, hình méo, hình tam giác, hình con thoi gì đó thì anh em gắn vô đây ha. Hình này thì nó ra thôi. Đó. Mấy cái này thế ga vào nha. Và đây nó có cục 500 ở đây nha nè, 500 hít ha, hít rất là cứng vô cái miếng sắt này, miếng sao miếng cái hình anh em cần cắt. Rồi ok, con này thì anh em nào cần thì giá 5,5 triệu chưa bao giờ vận chuyển nha anh em lưu ý, 5,5 triệu chưa bao giờ vận chuyển chép hình. Rồi tiếp theo số 2 nha em, còn con nữa đây à, khoan, còn con này mà con này em chưa vệ sinh anh em ha. Dây nhợ hôm đây nó lâu ngày quá nó mục ha, chưa vệ sinh chưa coi đó. Con này thì chưa vệ sinh để ấy con đó trước, con này anh em nào cần thì vài bữa vệ sinh xong rồi điện báo. Rồi thì tiếp theo là hai con cắt để cái ống này cho lên đây luôn nha, hai con cắt kêu bằng cắt gì ta, cắt cưa vòng nha anh em, cưa vòng mà chuyên cắt ống cắt lát ha. Này có thể cắt tự động ngắt lượm cái thước, bây giờ mình kiếm cái thước. Cái con này thì cắt được cái họng nó khoảng 165 nha nè. Đây
cái họng nó tối đa là anh em cắt được 135 chứ. Trời ơi, cầm cầm cái thước này nó không có lấy nét. Máy ảnh này nó không lấy. Còn đang đưa xét vô được nữa mà. Hết rồi, hết rồi. 135, 140 vậy đó anh em ơi. Đó, cắt được cái họng này 140, con này nhỏ ha, mini. Đó, anh em ông cắt ống được 140 đổ lại ha. Rồi thì điện này cũng 100V anh em, full chức năng ha. Thì anh em nào muốn cần lưỡi này thì em chỉ chỗ cho mua lưỡi nha anh em. Một cái lưỡi nó để coi bữa đó mua nhiêu ta. 200 mấy hay nhiêu á. Cái gì? Phải siết cho nó cứng con ốc mới được. Nó bị dấp anh em. Dấp cái nó dằn cái lưỡi ra. Thôi con này dưới phần gắn vô lâu lắm ha, để test sau đi anh em ơi. Ha, đang test con này. Chứ dưới phần cái này nè. Mới vệ sinh nó có nước nhớt trong đây nè. Nó cái dòng này thì xài là không có nhớt trên lưỡi nha, không có tưới nguội nha, không tưới nguội. Nên anh em xài thì lưu ý. Rồi, con này thì giá thì 3,5 triệu thôi, để anh em nào cần thì em test sau cho nha. Để gớt cái lưỡi ra, gắn cái lưỡi vô cũng hơi lâu nha. Chứ máy móc thì chạy im ru. Đó. Nha. Tắt tự động. Rồi con này có mấy hệ đây anh em ơi. Cái gì? Trong đó đó. Láp cũng được. Nào cũng được. Nha, con này thì của Hitachi nha anh em. Hitachi con này thì lưỡi cái họng cắt rất là bự nha. Anh em có thể tăng đưa lại tới đây luôn. Ha, tới đây luôn nè. Kéo sát vào đây là nó cắt họng rất là to luôn. Nha. Và con này thì nó có cái thực tế là nó có cái miếng nhựa ở đây, nhưng mà về nó bể cái miếng nhựa rồi. Thì anh em để coi coi cái nem led đâu rồi. Đây nem led đây. Cắt được ống máy. Đây. Hitachi CB18F ha. 125. Nhỏ nhất là 125mm, lớn nhất là 1840mm anh em ha. Ủa có thấy không vậy trời, mất cầm vậy. Ở đây nè. Đó, 1840mm là gần 190 nha, cái họng cái đường kính cắt nó được gần 190, 140 ha. Đó, công suất nó là 7A, điện 100V. Đó. Nha, 180mm. Rồi ok, con này thì có nhiều chức năng hơn. Thứ nhất là mô tả cho anh em là cái đồ siết đai này là siết tự động nha anh em, nhưng mà ở đây nó có cái núm đây nè. Ồ cái điện thoại này chán quá ta. Cái núm đây mà nó gãy rồi thì anh em chịu khó đi về cơ khí về chế cái núm này để dặn, còn không thì anh em dặn bằng kìm kẹp gì đó. Đó. Nó siết bằng tự động nha anh em. Đó. Anh em kéo ra tự động. Lấy cái ống kia đi cho nó đều. Đó. À, kéo ra tự động. À, anh em cắt láp cắt ống là tuyệt vời đó. Ha, chiếc vô kéo ra là anh em để vô đúng cái móc của nó, là anh em đè này vô siết thôi, vừa đè vừa siết, vừa đè vừa dặn dặn nó ăn một cái là siết nè. Đó ha, cái này siết thật là chặt á, nó mới không có chạy cái ống mình cắt nó mới ngay được ha. Đó, con này thì full chức năng, và con này đặc biệt nè, có đèn mà đèn bị đứt rồi anh em về mua đèn này có thể chỉnh tốc được ha, chỉnh tốc chạy, nhấn nút là chạy, nhấn nút này tắt dừng khẩn cấp khi mà nó đưa, cắt hết dây nó cũng chạy ha, cũng dừng ha. Rồi ok, test con này luôn đó, đang chạy nhanh nè anh em, chạy chậm nè, đó chỉnh là thấy chạy chậm ha. Rồi chỉnh nhanh ra, rồi cắt ống này mỏng quất nhanh luôn nha. Quá nhanh luôn anh em. Đây. Đó. Tại cái lưỡi mình hơi dơ nên nó cắt nhìn anh em thấy ấy ha, cắt nhanh lắm, bứt khúc nữa đi. Cái con này lưỡi này thì lưỡi thông dụng nha anh em muốn mua thì mình chỉ chỗ cho mua thôi. Mình mua đặt ở quận 5 điện người ta rồi mình ghi kích thước. À, quên nữa.
À, cái thước nãy mình đọc có 12.5 nhân 1840 là cái chu vi của cái lưỡi anh em ơi, sorry. Mình nhớ mình viết rồi lâu quá không bán này mình quên ha. Còn lại cái lưỡi này cắt được cái họng nó là 140. Rồi ok, test lại cái nữa. Cắt cái nữa cho anh em coi. Hả? Rồi chiếc này em cắt chậm cho anh em xem ha. Đó, đang dặn tốc độ chậm hết cỡ. Cái này cắt láp thì nó hợp lý hơn nè. Ha. Phải siết cứng mới được, không cứng nó nhảy một cái là nó văng cái lưỡi ra. Công dụng của con mấy con này là nó không ồn, anh em ơi, cắt nó im ha. Còn lại cắt thì nó sẽ chậm hơn so với cái kia nha nè, cái già nóng chậm hơn so với anh em mà xài cắt bàn ha. Nhưng mà được cái là cái vật liệu nó cắt ra thì nó sẽ không bị nóng nhiều so với cắt bàn, và anh em cắt thì nó tự động ngắt, anh em để cái láp vô chà bá cái láp 180 gì đó, anh em cứ để nó từ từ nó cắt thôi, mình cũng không có tốn nhiều thời gian ha. Rồi ok, con này thì em bán với giá cho anh em là 5,5 triệu chưa vận chuyển nha, anh em nào cần thì cứ alo em ha, số điện thoại là 0908 85468. Mấy con này là điện 100V hết nha anh em đó. Rồi ok, chào tạm biệt anh em nha.